hai ba, bước thực hai ba. Dạ vâng, em xin phép được mời anh Phan Kim mày cùng tiến về trên sân khấu được không ạ? Vậy cả nhà mình cùng hát con ca khúc hát như đây của em được không mọi người ơi? Mọi người cùng hát và vỗ tay thật to nhá. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dạ vâng, lời nói đầu tiên em đã mặc nhà 126 nghệ sĩ xin chúc tất cả mọi người một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, và hôm nay là sinh nhật của anh Phan Kim thì nhà hàng chúc anh có thật nhiều thành công, có thật nhiều ngày càng đẹp trai, phong độ và nhiều thành công trong cuộc sống anh nhé. Và mọi người cùng hướng về sân khấu để nhìn anh cùng cầu nguyện và thầy nếm được không? Chú ra cậu phù hộ hộ trì cho TNT ngày càng sáng hơn. Dạ, cậu hôm nay thì anh có đôi lời gì muốn gửi đến cả nhà mình ngày mai không? Dạ vâng, một lần nữa thì anh có thể mặt anh cảm ơn tất cả mọi người đã không ngại đường xã xa xôi đã đây tham dự buổi tiệc sinh nhật này. Và để cho buổi tiệc hôm nay được vui hơn thì anh xin phép được mời tất cả mọi người cùng rót này ly bia, ly nước ngọt. Giờ thật cao và hô thật to để chúc mừng buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay được không ạ? Lý đâu, lý đâu. Chào mừng tất cả mọi người đón nhận. 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Hết ly luôn nha các chị ơi. Và chúc mừng buổi tiệc ngon bên tại nhà hàng 126 và series. Em chân thành cảm ơn rất nhiều. Yeah.
Thank you.